À, tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời thạc sĩ tâm lý Thái Ngọc Phân, ở bộ giảng viên bộ môn tâm thần, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nên trình bày bài báo cáo về mất ngủ ở vị thành niên và sử dụng chất. Đây là một cái chủ đề rất là hay, rất là thực tiễn. Xin mời thạc sĩ Thái Ngọc Phân. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Dạ, xin chào quý thầy cô giảng viên đồng nghiệp và mọi người nghe rõ ha. Dạ rồi, sau đây xin Phân xin chia sẻ về cái mất ngủ và cái nghỉ chất ở trẻ vị thành niên ha. À, thì những cái khái niệm về 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 mất ngủ thì nãy giờ mình cũng đã được nghe nhiều rồi ha. Thì đó là một cái khó khăn khi thức giấc và duy trì giấc ngủ sâu, làm ảnh hưởng đến cái năng lượng và năng suất hoạt động vào ban ngày của trẻ. Nó xảy ra nhiều lần ở trong tuần, làm cho người mất ngủ cảm thấy rất là căng thẳng, lờ đờ mà kém tập trung và tâm trạng xấu vào ban ngày. Và cái mất ngủ ở tuổi vị thành niên thì nó được thấy rằng là nó có liên quan rất là nhiều đến những cái vấn đề, ví dụ rất là khí sắc này, trầm cảm này, có liên quan đến việc sử dụng chất này và tự sát trong trẻ. Thì mất ngủ là cái loại rối loạn phổ biến nhất ở tuổi trẻ trẻ vị thành niên ha. Ở DSM-4 thì họ đo được là 9.4%, nhưng đến DSM-5 thì nó lên gấp đôi rồi mấy anh chị. Mặc dù cái tỷ lệ đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán về rối loạn giấc ngủ quá, thực sự nó không quá cao ở độ tuổi này, mà thực sự nó không quá cao đâu tuổi vị thành niên, nhưng mà tỷ lệ trẻ có những cái khó khăn, có những cái than phiền về giấc ngủ thì là đáng kể. Thì mình cũng nhìn thấy một cái tỷ lệ quen thuộc nãy giờ, từ đầu đến giờ các thầy cô đã nói với nhau, thường là tỷ lệ trẻ nữ ấy mất ngủ nhiều hơn trẻ nam ha, nên là cái giới tính nó không có được, nó là một cái nguy cơ. Thì mình sẽ thấy có những cái yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ ở cái độ tuổi vị thành niên này ha. Thì thật ra cái thay đổi giấc ngủ ở độ tuổi vị thành niên này là bình thường anh chị. À, tại vì khi mà vào cấp 2, cấp 3 thì trẻ sẽ có nhiều hoạt động ngoại khóa hơn, có nhiều bài tập hơn. À, trẻ bắt đầu được phép sử dụng những thiết bị công nghệ nhiều hơn, giờ học bắt đầu sớm hơn và cái việc học nó cũng trở nên thách thức hơn để chuẩn bị cho những cái kỳ thi trong tương lai. Cái thứ hai là cái sự phát triển giới tính và tuổi dậy thì của trẻ. Một số nghiên cứu tại Trung Quốc trên trẻ ở trong độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi, và thì người ta đánh một cái thang đo về cái triệu chứng về giấc ngủ, về cái thang đo mất ngủ thì cái tỷ lệ là trung chính, tỷ lệ cao. Và cũng cũng ở trong cái nghiên cứu đó, người ta thấy rằng những cái đứa trẻ gái, những cái trẻ nữ mà có cái tuổi dậy thì sớm hơn thì cái tỷ lệ mất ngủ sẽ cao hơn. Một trong những cái yếu tố liên quan đến sự phát triển bình thường của lứa tuổi, liên quan đến cái tuổi dậy thì những cái hormone này, thì một cái yếu tố cũng rất là lớn, đó là ảnh hưởng đến stress. Thì một vài những cái nghiên cứu người ta cố gắng liệt kê ra ba cái nhóm stress lớn ở độ tuổi này. Cái thứ nhất, áp lực lớn nhất là từ cái chương trình học. À, giờ thì mình cũng thấy các bạn nhỏ học rồi, hay học từ sáng đến chiều rồi đi học thêm đến tối, rồi cái áp lực phải học cho tốt, cho có thành tích, bắt kịp với bạn bè, phải đáp ứng được những cái mong đợi của gia đình, xã hội và những cái mối quan hệ phức tạp hơn ở trường học và ở trong cái độ tuổi của trẻ. Một cái vấn đề khác cũng rất là quen thuộc ở trong cái độ tuổi vị thành niên, đó là những vấn đề liên quan đến stress. Một số những cái đứa trẻ trong tuổi độ tuổi này nó sẽ gặp rất là nhiều những cái căng thẳng để cố gắng xác định xem mình là ai, là mình có những cái giá trị gì, đâu là bản sắc của mình, đâu là những cái điểm tốt, đâu là những cái ưu thế của mình, đâu là cái khuynh hướng tình dục của mình, và cái vị trí của mình ở trong những cái mối quan hệ xung quanh, bạn bè, đồng trang lứa với gia đình là như thế nào, rồi có những cái suy tư về định hướng tương lai, nghề nghiệp sắp tới sẽ như thế nào, rất là nhiều những cái thứ xoay quanh trong đầu của đứa trẻ tuổi vị thành niên này. Nhưng mà cái nhà khoa học người ta cũng nghiên cứu, người ta nói thật ra những cái yếu tố gây stress ở độ tuổi này lớn đó, đúng là rất là lớn, nhưng cái quan trọng hơn là cái cảm giác mà một đứa trẻ có thể kiểm soát được những cái yếu tố gây stress hay không. À, có thể cái việc học đã áp lực, có thể cái định hướng nghề nghiệp nó chưa có thể những cái mối quan hệ nó phức tạp, nhưng nếu trẻ cảm nhận được mình có thể kiểm soát được nó thì cái đó là một yếu tố tích cực. Còn nếu một đứa trẻ nó cảm thấy mình bị mất kiểm soát của những cái yếu tố gây stress, đời cứ cuốn tôi trôi đến đâu thì tôi trôi đến đó, thì những đứa trẻ nó là căng thẳng nhiều hơn. Và cuối cùng những cái nhân tố gây stress như nhau, nhưng nếu như cái bạn nhỏ nào bạn được giúp về cái kỹ năng chăm sóc giấc ngủ, bạn được giúp về cái kỹ năng để ứng phó, để xử lý stress, thì cái tỷ lệ trên cái đứa trẻ mà nó sẽ ngủ tốt hơn, giảm được cái lượng mất ngủ trên độ tuổi vị thành niên này. Và một trong những cái vấn đề mà tôi nghĩ là cái này chắc là vấn đề của thời đại, tất cả bậc phụ huynh đều rất là đau đầu, gia đình nào cũng sẽ than phiền, đó là trẻ sử dụng rất nhiều những cái thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính cá nhân này, và rất nhiều trẻ sử dụng trong vòng 1 giờ trước khi đi ngủ. Mặc dù mình biết rằng là 1 tiếng trước khi đi ngủ là nên để dành cho những cái hoạt động thư giãn này, giải trí này, để có thể ru mình vào giấc ngủ, thực hiện một cái nghi thức về giấc ngủ, nhưng mà đa phần những trẻ sẽ tận dụng cái thời gian này để lướt web, để chơi game. Và cái nhu cầu này là nó có thật nha. Một số đứa trẻ nói với tôi rằng là
tại vì ban ngày cũng học nhiều quá, con đi từ sáng cho đến chiều tối các lớp học thêm, nó nên về con tranh thủ. Bây giờ về ngủ là con leo lên giường, con đem cái điện thoại, con đem cái máy tính, nghe con chơi game, con nghe nhẹ, con tán với bạn bè. Và 18% những đứa trẻ phản hồi rằng là trẻ sẽ bị đánh thức bởi cái tiếng tin nhắn điện thoại di động tinh tinh cứ vài lần một tuần như thế. Một cái nghiên cứu cụ thể hơn, Nhật Bản trên 95.000 trẻ thì cho thấy cái việc gọi điện thoại nhắn tin trước khi ngủ nó có một cái mối liên hệ chặt chẽ với chất lượng giấc ngủ và với chứng khó ngủ của trẻ, bao gồm khó vào giấc, trẻ dễ bị đánh thức và khó ngủ lại. Và một số trẻ ở độ tuổi này khi mà mất ngủ vào ban đêm thì sáng ra trẻ sẽ bắt đầu uống cà phê, và có rất nhiều trẻ đang duy trì cái sự tỉnh táo của mình bằng caffeine. Và những cái đứa trẻ mà có cái lượng dung nạp caffeine cao á, thì sẽ khó ngủ gấp gần 1.9 lần, có khả năng mệt mỏi vào buổi sáng cao hơn với nhóm trẻ còn lại. Bây giờ sau tất cả mình đã cố gắng hết sức rồi, mình điều chỉnh về việc là cho trẻ tập thể dục thể thao, điều chỉnh về sinh lý giấc ngủ, giúp trẻ quản lý stress, có kỹ năng tốt hơn, cất điện thoại di động đi, đừng sử dụng trước một tiếng khi ngủ, với tất cả những cái nỗ lực của mình, nhưng trẻ vẫn khó khăn trong giấc ngủ, thì mình nghĩ đến yếu tố cuối cùng, đó là có thể trẻ có một cái biến cố tự thân. Người ta nghiên cứu và đếm được rằng là những cái trẻ vị thành niên mà có ít nhất một cái biến cố tuổi thơ thì có đến 59,4% là trẻ sẽ biểu hiện mất ngủ vào độ tuổi thành niên. Vậy những cái biến cố tuổi thơ đó là cái gì? Nó được liệt kê trong 4 nguyên nhân chính. Cái thứ nhất là có những cái vấn đề liên quan bạo lực và tình trạng bạo lực, bạo lực học đường này. Cái thứ hai là liên quan đến tai nạn, bị thương. Trẻ gặp một cái tai nạn, trẻ bị thương, trẻ phải có một cái cuộc phẫu thuật lớn trong độ tuổi thành niên của mình. Cái thứ ba là trẻ chứng kiến những cái sự việc gây biến cố, chứng kiến một cái tai nạn, chứng kiến một cái mất mát. Và cái thứ tư là trẻ trực tiếp trải qua một cái biến cố sang chấn, ví dụ trẻ mất đi cái người thân yêu quý của mình, trẻ có những cái sang chấn liên quan đến bạo hành, liên quan đến tình dục, thì những yếu tố đó sẽ làm gia tăng cái tình trạng mất ngủ của trẻ. Trẻ có biến cố tuổi thơ sẽ có tỷ lệ mất ngủ cao gấp 1.9 lần nhóm còn lại. Và bạo lực và tình dục là hai nhóm biến cố có nguy cơ gây mất ngủ cao nhất. Và ảnh hưởng, cái mức độ ảnh hưởng của những cái biến cố làm giấc ngủ sẽ lớn hơn rất là nhiều nếu như mà mình hỏi thăm cái tiền sử của trẻ đó, những cái biến cố lại xảy ra trước 6 tuổi hoặc trong đầu tuổi thành niên. Và như vậy một lần nữa để nhắc lại với anh chị rằng là nếu như mình đã cố gắng hết sức, và mình cũng sẽ thấy phụ huynh họ cũng sẽ cố gắng hết sức trong cái việc giúp cho đứa trẻ có thể ngủ tốt hơn và có một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn, nhưng nếu tất cả những cái nỗ lực, tất cả những cái cải thiện đều không có hiệu quả thì mình phải luôn đi về hay mình nghĩ sâu xa hơn trong tuổi thơ của trẻ, mình tìm những yếu tố sang chấn của mình có thể cải thiện. Và với cái sự năng động của các bạn nhỏ thì phải nói rằng là cái việc mà các bạn đã sử dụng chất để giúp cho mình cảm thấy tốt hơn, ngủ tốt hơn là một cái chuyện mà các bạn sẽ thấy, mình hỏi đứa trẻ nào đứa trẻ nó cũng sẽ có những cái nỗ lực sử dụng cái chất này hoặc chất khác, sử dụng cái cách này hay cách khác để chăm sóc sức khỏe của mình. Thì ở đây mình thống nhất với nhau một chút về cái khái niệm ha, đó là cái lạm dụng chất gây nghiện ở trẻ. Thì trong giới chuyên gia y tế và giới kiểm soát chất á, thì người ta định nghĩa lạm dụng là một kiểu sử dụng chất ha, nhưng mà nó lại có ảnh hưởng gây hại đến cơ thể và sức khỏe tâm thần của trẻ. Rồi bây giờ mình coi một cái nghiên cứu ha, của Viện Quốc gia Mỹ về lạm ma túy trong cái năm từ 2015 đến 2018 ha. Thì mình thấy là trong cái độ tuổi vị thành niên từ 12 đến 17 tuổi thì cái lượng mà trẻ sử dụng chất kích thích á, nó cao hơn hẳn luôn, từ cần sa đến thuốc kê đơn đến những cái chất kích thích đến những thuốc an thần, thì cái tỷ lệ này nó cao hơn hẳn so với một cái người trưởng thành. Và rượu và cần sa, thuốc lá là ba cái nhóm chất kích thích mà trẻ sử dụng phổ biến nhất. Trong đại dịch Covid vừa rồi thì người ta có đánh giá, thì người ta thấy rằng là mặc dù cái lượng sử dụng chất nó giảm, có thể là do những cái quyết định của cái tình trạng bạo của tình trạng dịch, ví dụ như người ta giãn cách xã hội hay cách ly thì trẻ không có điều kiện để tiếp cận với những cái chất. Nhưng mà bù lại các anh chị, thì cái việc mà sử dụng nhiều chất cùng một lúc, tức là trẻ trộn pha trộn mismatch nó với nhau thì nó lại tăng lên. Vậy bây giờ mình coi là vì sao trẻ lại tìm đến cái việc sử dụng chất. Một trong những cái yếu tố nó liên quan rất là lớn luôn, đó là bản chất của cái sự phát triển thần kinh của trẻ. Ở trong độ tuổi này thì cái tình trạng cái bộ não nó phát triển cực kỳ nhanh lớn, đưa đến những cái xung động, đưa đến những cái cảm xúc lớn mà trẻ đôi khi không thể quản lý kịp. Đây mình hình dung cái hình ảnh bộ não phát triển theo thời gian.
Thì những cái đứa trẻ nó sẽ có một cái động lực rất là lớn, một cái thu hút rất là lớn, nó sẽ theo đuổi những cái phần thưởng thú vị. Nó rất là khó để chịu đựng, để chứa đựng những cảm giác đau đớn. Và bên cạnh đó thì cái kỹ năng để trẻ có thể suy nghĩ nè, để trẻ có thể đưa ra những phán đoán nè, để trẻ có khả năng giữ phòng và những hành vi của mình thì nó vẫn còn hạn chế do cái quá trình phát triển lứa tuổi. Nguyên nhân thứ hai và cũng rất là lớn để ảnh hưởng cái việc mà sử dụng chất của trẻ cho những cái vấn đề khó khăn của trẻ, đó là nguyên nhân về di truyền. Thì người ta thấy rằng là những cái đứa trẻ mà có cha mẹ nghiện rượu á, thì cái tỷ lệ mà trẻ sử dụng rượu và cũng lệ thuộc vào rượu nó cao gấp 4 lần. 21% trẻ sử dụng ma túy là có một cái trải nghiệm gia đình không có bố, không có mẹ, mồ côi. 47% thì có cha mẹ ly thân. 43% trẻ hút ma túy vì có cái cảm giác, đây là cảm giác của trẻ, chỉ cảm giác từ bên trong trẻ sẽ không cảm thấy được ba mẹ yêu mến. Và nếu mà trẻ có lạm dụng chất gây nghiện thì sẽ có nguy cơ rất là cao, nếu cha mẹ của trẻ có lạm dụng chất gây nghiện thì sẽ có nguy cơ rất là cao là trẻ sẽ học hỏi cái hành vi đó, trẻ sẽ tiếp diễn cái hành vi đó và sử dụng chất coi như là một cái cách thức để giải tỏa những cái đau khổ và những cái căng thẳng của bản thân. Rồi người ta cũng đến, người ta thấy rằng những cái trẻ mà sống trong cái gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thì sẽ dễ sử dụng ma túy hơn. Trong khi đó những đứa trẻ đến từ những cái gia đình khó khăn hơn về kinh tế thì có thể sẽ bị ép vào cái con đường sử dụng và buôn bán. Rồi, tình trạng sức khỏe tâm thần. Gần một nửa số trẻ em có cái rối loạn sức khỏe tâm thần, nếu như không được điều trị sẽ có rối loạn sử dụng chất. Cái này thì rất là chia sẻ là trên thực tế lâm sàng anh chị. Rất là nhiều ông bố và bà mẹ dắt con đến và ông bố và đứa trẻ, ông bố bà mẹ và đứa trẻ cãi nhau rằng cái đứa nhỏ này nó không có bị cái gì hết á, nó không có vấn đề về trầm cảm, nó không có vấn đề về lo âu gì hết, nó chỉ lười ha, nó chỉ lười thôi. Cái tuổi của nó là cái tuổi mơ mộng á, cái tuổi của nó là cái tuổi hay đau khổ, dễ nhạy cảm. Thì nếu như những bậc phụ huynh nghĩ như thế thì họ ta không có thể đưa cái đứa trẻ đến tiếp cận một cái điều trị đó là sức khỏe tâm thần thực sự, và nó sẽ làm gia tăng những cái nguy cơ sử dụng chất. Mình nói là nếu mình không điều trị cho đứa trẻ sẽ xoay sở, đứa trẻ sẽ tự tìm cách để chữa lành cho những cái đau khổ của nó. Và một trong những cái xoay sở của đứa trẻ là nó có thể sử dụng chất. Rồi. Cái việc mà trẻ tự điều trị nè, bằng thuốc nè, bằng rượu nè, nó thật sự nha anh chị, nó thật sự là có tác dụng tạm thời á, để nó giảm bớt những cái triệu chứng về lo âu nè, trầm buồn nè, trống rỗng nè, những cái vấn đề liên quan đến giấc ngủ nè, cân nặng nè, hoặc nó giúp cho trẻ cảm thấy thư giãn hơn, dễ tập trung hơn. Nhưng mà nó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến cái vùng não đang phát triển cũng như đang rối loạn của trẻ. Kết quả là nó có tác dụng tạm thời, nhưng mà sau đó thì nó lại gia tăng cái cảm giác tồi tệ hơn, gia tăng những cái triệu chứng mà trẻ đang trải nghiệm cho cái tình trạng sức khỏe tâm thần của mình. Vì vậy mà tại sao cái việc sử dụng chất đó, nó là một trong những cái yếu tố gây nên cơ tự sát rất cao cho những đứa trẻ trầm cảm. Như vậy mình hiểu một cách nôm na là trẻ trầm cảm sử dụng chất như một cái cách thức để chữa lành thì cái nguy cơ tự sát của trẻ càng cao. Rồi, cái này là cái sự phát triển của xã hội nha. Một số đứa trẻ bây giờ nó không có ngồi yên, nó sẽ tìm cách, nó sẽ đọc rất là nhiều, nó nghe rất là nhiều, phần lớn thời gian của nó sẽ ở trên mạng. Và mình sẽ thấy là đứa trẻ nó sẽ tiếp cận với truyền thông, và nó sẽ thấy cái việc uống rượu như là ba mẹ, như là ông bà, nó hình như cái việc uống rượu là chấp nhận được nha. Và nó có vẻ hợp thời trang nữa. Rất là nhiều những cái bản nhạc trẻ bây giờ, giống như một cái bạn tâm lý chia sẻ với tôi là trên cái bản nhạc triệu view nè, bên trên tầng tầng lầu nè, thì nó viết luôn thẳng luôn trong cái lời bài hát đó là cái rượu nó sẽ giúp vơi đi nỗi u sầu. Như vậy rất nhiều bạn nhỏ bây giờ hiểu rằng rượu bia là một cái cơ chế lành mạnh chấp nhận được để kiểm soát cái căng thẳng của buồn bã. Thậm chí là một số đứa trẻ nó đến, nó cãi phụ huynh, nó cãi với là bác sĩ và tâm lý gia, nó nói rằng là cần sa là cái chất được hợp pháp, được sử dụng trong một số nước tiên tiến, ví dụ như cần sa sử dụng trong y tế, cần sa sử dụng trong thức tiêu khiển và giải trí. Và nếu những đứa trẻ này nó không có được giúp đỡ tốt, nó tìm những cái cách để chữa lành cho những cái khó khăn của nó, cho những cái vấn đề liên quan sức khỏe về tâm trí, liên quan cảm xúc, liên quan giấc ngủ, thì cái tỷ lệ mà trẻ sử dụng, cái tỷ lệ mà trẻ chịu chất nó sẽ cao. Mà thấy rồi ha, trẻ trầm cảm nè, có những cái vấn đề liên quan đến giấc ngủ nè, sử dụng chất nè, thì sẽ gia tăng cái nguy cơ tự sát, mà giống như nãy khi mình trình bày. Do không có thời gian nên là tôi để lại những cái tài liệu tham khảo ha, và phần trình bày của tôi hôm nay đến đây là hết ha. Rất là cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp đã lắng nghe. Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Ái Ngọc Hân.